Đi ở cái nồi, cái lọc nó đã nóng rồi, chỉ cho lọc vào, chỉ cho lọc vào và mình nướng vào mọi người ơi. Nãy mở luôn rồi. Đây còn đây là một cái phần cái đoạn lòng nguyên này nha. Đó. Miếng lòng bò vô kia. Đây miếng lá mè. À ra đây rồi nha. Ôi đớn. Ôi nó giòn. Chị Nam chị ơi, coi này chỗ nó béo không? Ở ngoài nó siêu giòn luôn. Là 150.000 một cây, 500 gram.